Ở đây mình đang đứng đây là quảng trường Lâm Viên. Đây là một biểu tượng của thành phố Đà Lạt rất là mộng mơ. Du khách biết đến với cái tên gọi là quảng trường Đà Lạt. Đây là một trong những điểm vui chơi rất là thú vị, hấp dẫn. Có thể là hấp dẫn nhất tại Đà Lạt. Mà bạn ghé đã thăm Đà Lạt thì không thể bỏ qua. Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt xem như là một biểu tượng của thành phố, trở thành điểm dừng chân hàng ngàn khách mỗi khi đặt chân đến thành phố ngàn hoa này. Quảng trường được xây dựng bên bờ Hồ Xuân Hương. Đây là một trong những điểm tham quan nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên và những công trình kiến trúc đặc sắc. Như ở phía bên kia thì có bông hoa dạ quỳ khổng lồ, nụ hoa atiso bằng kính nhiều màu rất là đẹp. Và đặc biệt là cái khu vui chơi mua sắm ở phía dưới tầng hầm với diện tích rất là lớn, với đủ các loại hàng hóa với phù hợp với nhiều lứa tuổi. Và bạn có thể thăm và có những cái nơi mà các trò chơi giải trí rất là phong phú. Khu quảng trường này được xây dựng năm 2009. Trong thời gian thi công 6 năm thì công trình mới đi vào hoạt động năm 2016 với kinh phí khoảng là 680 tỷ đồng. Công trình được xem là một những kênh là công trình trọng điểm quan trọng của tỉnh Lâm Đồng và của thành phố Đà Lạt. Đây cũng là nơi để tổ chức rất là nhiều các hoạt động lớn và nhỏ của thành phố. Hầu hết là các festival, lễ hội hoa Đà Lạt, chương trình ca nhạc và hoạt động thể dục thể thao đều được diễn ra ở cái khu vực này. Trong mỗi dịp cuối tuần, quảng trường lại càng đông vui, nhất là vào thứ Bảy, Chủ nhật. Chủ nhật là ngày nghỉ rất là đông vui. Khách gần xa đều tụ họp ở đây để vui chơi rồi các trò, rất là nhiều trò chơi khác nhau và các hoạt động tụ tập ăn uống, rồi thì trò chuyện, rồi thì hoạt thể thao. Diện tích lên khoảng 72.000 m2 nằm trên đường Trần Quốc Toản phía dưới đây, thành phố Đà Lạt. Mở cửa thì từ 5 giờ đến 11 giờ tối. Vào đây thì miễn phí. Đây có thể gọi là trái tim của Đà Lạt, được xây dựng với nét kiến trúc độc đáo. Quảng trường Lâm Viên chính là biểu tượng của thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Quảng trường gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều không gian vui chơi rộng rãi, thoáng mát, hướng ra hồ Xuân Hương thơ mộng.